Máy lọc nước A.O. Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất. Câu chuyện thứ hai cũng được quan tâm trong tuần qua khi đội tuyển quốc gia tập trung, đó là bản danh sách sơ bộ lên đến 37 người mà thực ra là 38 người, bao gồm cả những người lần đầu tiên được gọi, những người chưa bình phục chấn thương, một người không có mặt ở Việt Nam và cả những người được gọi rồi mà vẫn phải cách ly bắt buộc vì Covid. Huấn luyện viên Park Hang-seo được mang sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là 26 người. Câu hỏi đặt ra là liệu gọi nhiều như thế thì có cơ hội nào cho những nhân tố mới hoặc là sẽ có một sự thay đổi nào về lối chơi như ông đã từng nói hay không? Từ khi được bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng, tôi thường sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Lúc thì 3-4-3, lúc thì 3-5-2, nhưng đến bây giờ thì đã lộ chiến thuật và bị bắt bài nhiều. Tôi cùng ban huấn luyện đang nghiên cứu và bàn bạc nhiều chiến thuật mới và cũng cần rất nhiều thời gian. Không, thưa thầy, tôi không tin thầy nữa đâu. Thứ nhất là đội tuyển đá vòng loại World Cup 5 trận, thắng 3, hòa 2, thủng lưới 1, lại đang dẫn đầu bảng. Tại sao thầy Park phải đổi chiến thuật? Thứ hai, nhìn lại cả 5 trận đấu đó thì mới thấy rằng cái này không vui lắm cho mấy người mới tới. Nhưng đúng là lịch sử cho thấy rằng không có nhiều cơ hội cho các nhân tố mới đâu, trừ khi bắt buộc phải thế. Chúng ta hãy cùng xem đây. 5 trận đấu vòng loại World Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo không bao giờ thay đổi quá một vị trí trong đội hình sau mỗi trận đấu. Tổng cộng cả 5 trận thì ông cũng chỉ có 3 lần thay đổi danh sách ra sân, mỗi trận một người và đó là 3 người khác nhau. Tức là có tới 8 cầu thủ luôn góp mặt trong đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam trong suốt cả 5 trận đấu vòng loại World Cup đã qua. Hãy nhìn trên sơ đồ này, đó là nguyên hàng phòng ngự, trừ Văn Hậu có một trận được thay ra bởi Hồng Duy. Đó là nguyên hàng tiền vệ có một lần Đức Huy vào thay cho Tuấn Anh. Và trên hàng tiền đạo cũng một lần duy nhất Tiến Linh ngồi dự bị cho Công Phượng. Câu hỏi thứ hai là có cơ hội cho các nhân tố mới hay không? Từ trước đến nay hầu như là không. Trong 5 trận đấu vòng loại trước đây, những gương mặt được kỳ vọng là nhân tố mới có thể kể ra như là Trọng Hùng, Hữu Tuấn, Hà Minh Tuấn, Lê Văn Đại, Trần Văn Kiên và Việt Phong của Viettel. Hầu như không một ai được ra sân thi đấu chứ đừng nói là lọt vào đội hình xuất phát. Việt Phong là cầu thủ duy nhất được thay vào từ ghế dự bị khi đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước đối thủ Indonesia với tỷ số 3-0 rồi. Lần này thầy Park Hang-seo sẽ buộc phải có những thay đổi vì các trường hợp chấn thương. Nhưng cơ hội có hay không cho những người mới cũng rất là khó khi mà ông vẫn gọi lại cả những cựu binh như anh Đức và vẫn đang kiên nhẫn chờ hai cầu thủ chạy cánh quen thuộc của mình hồi phục chấn thương. Như vậy xem ra chúng ta khó lòng chờ đợi một sự thay đổi trong đội hình của thầy Park Hang-seo. Đội hình quen thuộc và hy vọng là kết quả cũng sẽ quen thuộc. Câu chuyện này thực ra nên được nhìn nhận là cơn đau đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo thì hơn là sự bảo thủ của ông. Ai chẳng muốn có nhân tố mới để thay thế. Vấn đề là họ có đáp ứng được hay không và vào thời điểm này thay đổi lối chơi có là phù hợp hay không nữa chứ. Chúng ta còn thời gian để tranh luận về vấn đề này. Hãy vào fanpage của Giờ Vàng Thể Thao và đóng góp ý kiến của mình. Còn bây giờ với những khán giả truyền hình, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này tuần sau. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bảo tính chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.